cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nở. Là tia nắng ơn, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Mình đi dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Anh muốn nói cảm ơn về đẹp em, cảm ơn em.
một lời nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em mỗi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng, dường như thế giới thế giới sáng bừng cùng em, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Mỗi bước chân em về là ngày ấm áp của cuộc đời anh. Anh thật lòng muốn nói cảm ơn em mỗi xinh rạng rỡ. Cảm ơn em xinh tươi má hồng, dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em soát hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em, và anh muốn nói cảm ơn. Phần tiếp đầu tiên, xin mời uống ly nước và hút điếu thuốc, uống ly rượu tiếp của họ nhà nữ, rồi hai họ chúng ta chuẩn bị để đi vào tình hai cháu. Như vậy, xin kính mời hai họ chúng ta năng lực. Như vậy thì cũng xin mời bà Đậu, vì đã hôm nay tham dự cái lễ thành hôn cho hai cháu, thì cũng xin mời chủ hôn họ nhà nữ, xin mời ba mẹ luôn. Hôm nay là lễ thành hôn của hai cháu. Xin chúc là rất nhiều. Ông nội và nội thì cháu là ngồi và tiếp theo là tôi, là cô. Tiếp theo là Dương và chị cô. Tiếp theo là dưỡng như vậy. Tiếp theo là thằng của cháu Huy. Tiếp theo là nữ của họ nữ chúng tôi là bà Phát. Tiếp theo là bà mợ cô. Tiếp theo là bà mẹ. Xin chào các bạn. Đầu tiên là chú. Chúng mời chú lễ. Tiếp theo là mẹ chú lễ. Tiếp theo là bác chú lễ. Tiếp theo là cô chú lễ. Tiếp theo là không gian dạ. Đây ông cậu buồn chú lễ. Đây kiếm đây chị dâu, đây anh ruột, tiếp theo là chú gia đình, tiếp theo là anh chú rể và bà anh chị, tiếp theo là chị dâu của chú rể, và chị gia và hai
hai chị chú gửi tới tôi anh chị chú gửi họ nhận trai được gửi tới họ nhận gái chúng ta lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, quý họ nhà gái, thì trải qua thời gian mẹ cháu được Lộc và Huy tìm hiểu với sự đồng ý và được sự đồng ý của hai gia đình chúng ta đã chọn ngày này tháng tốt để làm lễ đưa quy kết tóc xe duyên trăm năm cho hai cháu. Hôm nay vào giờ này là giờ đẹp, gia đình nhà trai chúng tôi đến đây với đầy đủ tất cả các thành viên quan trọng để xin phép bọn nhà gái để được đón cháu Vi về làm dâu con bên gia đình của chúng tôi. Một lần nữa xin được chúc sức khỏe toàn hai họ. Kính sức khỏe các cụ ạ. Là vừa nào ngoài của hai cháu của cháu Vinh. Thế thì hôm nay là được cái sự họ nhà Nam ra cùng chơi lợ nói chung cũng được là bao nhiêu các anh xin được giúp dâu để vừa làm dâu cháu vừa làm dâu gia tộc Nam. Thì trước tiên tôi cũng xin đại diện cho họ nhà nữ cũng xin phép trước cha mẹ ông bà ngoại của cháu Vinh và tất cả nội ngoại của họ nhà nữ mà hôm nay đã dự cái lễ rước dâu của cháu. Thì có gì ở phòng nhà Nam trình bày còn thiếu sót thì rất mong tham gia góp ý của ông bà ngoại và tất cả họ nhà nữ chúng ta. Nếu không có gì thì cho phép tôi được đại diện các họ nhà nữ cộng rước dâu. Như vậy thì xin phép ba mẹ rồi thằng ngoại bà ngoại tất cả nội ngoại ở phía nhà nữ chúng ta có gì trong những lời của các anh trình bày vừa rồi đây là thống nhất qua cái sự trình bày như là rước dâu của họ nhà nữ ở nhà Nam chúng tôi nhìn thấy không còn một cái gì để mà tham gia trong phần lễ là như vậy. Thì chúng tôi xin đại diện cho họ nhà nữ xin công nhận đi lợi và nhận cái đi rượu lợi và xin mời họ nhà nữ chúng ta nhận lễ và đồng hành mời nhà Nam cùng chú đi rượu lợi của cháu. Hôm nay là chú hôn nhưng mà là chú tộc còn chú hôn là chú nó với chắc là chú hai phải không? Thôi giờ cũng xin mời là hai chú hôn chúng ta nâng ly người hai họ chúng ta cùng nâng ly luôn. Thì theo sự dân văn của hai bên là ngày sẽ đúng hôn chắc lễ là bữa nay mà tên số hai nữ trang của hai tiếp theo ba cây. Như vậy thì anh giờ là... anh xin bổ sung thêm dạ. cưới xong một rước dâu dạ để bảo gì làm sao hoàn hảo được thì nói chung thì có gì đó thì chúng ta không cắm thì bây giờ anh bổ sung thì trong cái vấn đề lỡ thì cái lỡ đại nạn bảo gì hôm bữa chúng ta mới là thực hiện đến cái lỡ đến hôm chứ chưa tới cái lỡ đại nạn thì bây giờ hôm nay là cái lỡ đại nạn và tiếp theo là cái lỡ thành hôn của hai cháu rồi đến khi là mình mới cái lỡ rước dâu là lỡ sơ cung rồi như vậy thôi bây giờ thì nói vậy cho rồi cũng đường nào đó cũng là thực hiện như thế thôi. Dạ nhỏ thì dạ. Đi dạ nó ly rượu một ly nữa mới đủ dạ sao dạ. Vậy thì tao xin mời cả hai họ là thế này dạ. Tôi thì là em của bố chú rể dạ. Thì là ở Hà Nội có vào đây dạ. Thì ở Việt Nam mình khi công việc vào vùng miền của đảo mỗi nơi cũng được khác thế thì ở Hà Nội thì là chúng tôi là như vậy dạ. Thế nên có một cái gì đó nó thiếu sót nó sai sót theo tính chất vùng miền dạ. Thì cũng mong quý họ bên nhà gái cứ bỏ qua. Bảo nhiều hơn không đồng tâm khác nhau thì không nhiều.
ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhẫn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi rực rỡ. Cùng hát lên lời trái tim, giữ tình yêu dâng song thân yêu dấu. Lòng bồi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng. Để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau. Cho nên người và con ơi chớ
Yên giấc mẹ hiền vui sớm biết bao
khoan thân gầy mẹ. Một phương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Rộng ràng hạnh phúc đang tràn dân, nôn nao lăng lăng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộng ràng chiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xin kết bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguyên nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nôn nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống các bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó đầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không
không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đắm sâu. Kiệu vàng chờ ai để em chứ theo chàng, rằng thiếp theo chàng hướng về đất phương nào. Đồng sáng mênh mông con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đông đêm ngựa ô chứ lên đường, ngựa câu quan họ thiết gửi lại quê hương. Ngựa câu mang theo qua núi qua đèo, mang tới quê chồng tấm lòng thủy chung. Người ơi, người ơi, ngựa ô tơ hồng, họ ơi, quan họ theo chồng, tình em một lòng được trăng bên nước, qua cầu một phen chim sáo lại lớn. Người ơi, làm dâu miệt bóng với hình đưa nhau về họ ơi làm dấu miệt vườn. Thành Nguyên ơi, anh nói em nghe nè. Dạ. Mau mau theo anh về miền Tây. Anh ơi, miền Tây cái vui không anh? Ở miền Tây đồng ruộng cò bay thẳng cánh, mà người miền Tây chân chất được thà lắm đó nha. Dạ. Anh dắt em về nhà bắt tám anh ở Cà Mau, mình câu tôm cá, em thích không? Dạ thích. À, ông già mà vui lắm. Đây này. Kiệu vàng chờ ai để em chứ theo chàng, rằng thiết theo chàng hướng về đất phương nào. Đồng xanh mênh mông con ngược xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Mang theo qua núi qua đèo, mang tới quê chồng tấm lòng thủy chung. Qua cầu một phen chim sáo lại lớn, người ơi làm dâu miệt vườn. Bóng giới hình đưa nhau về họ ơi làm sâu miệt vườn. Nhớ nghe em đáp nhân dân dân và con bà thân thần cầu xin Chúa Chúa mời mẹ nắng hồ con
con tin rằng Chúa muốn và Chúa luôn cảm ơn để hôn nhân được hạnh phúc trong sự duy nhất và bền bỉ, trong việc thiền sinh và phát huy sự siêu thương mà đóng hôn nhân lên hàng vi tinh. Xin Chúa giúp cho các đôi vợ chồng sống chung thuận với nhau. Cha cha mẹ biết ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, cho con cái biết quân phục và yêu mến cha mẹ của họ và được trưởng thành trong tâm lý và tình thương. Kính thưa gia đình hai họ và mọi người hiện diện nơi đây, hôm nay chúng ta vui mừng vì hai em Lộc và Vi được cứu thương cho đẹp duyên, vừa xây dựng một gia đình mới. Niềm vui này cho chúng ta thấy công ơn của ông bà tổ tiên, những nấm sinh thần và những vật chất trị nên người. Và giờ đây xin các dân ấy anh chị được nâng dân nén hương để bày tỏ tình lòng tưởng nhớ đi ông tử nhân hai em được trăm năm hạnh phúc và luôn sống đẹp lòng cha mẹ và họ hàng hai bên. Biết yêu cầu trách nhiệm hôn nhau trong quan này, để nhờ ơn Chúa Trời giúp tôi tâm hôn này sáng sáng cho trọng vẹn giữ yếu với ông bà, cha mẹ và làm đàn nhân tổ tiên trong gia tộc. Mời do cụ đệ luôn. Đâu có tình yêu thương mà đây có đơn vị, mà đây có năng sụp người. Đâu có lòng bạc ai thì Chúa chung lành con ơi. Đâu ý học tâm đầu ở đây chưa chan muôn vụ. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu tiếng tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả khi khôn. Cùng yêu anh em, như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có lòng sủng người. Đâu có lòng bạc ai, lì Chúa chúng lành không ơi. Đây chưa tràn nguồn vui. Thánh Phaolô tông đồ gửi chúng hữu Ê-phê-sô: ở những kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa, đó là lễ bài. Hãy đạo kính cha mẹ ngươi, đó là giữ răn của nhóc kèm theo lời hứa rằng, để ngươi được phần phúc và sống lâu dài trên mặt địa cầu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giờ đây chúng ta hướng đến Thiên Chúa là nguồn gốc trên cùng mọi gia tộc. Xin Ngài lấy tình cha mà che chở gia đình mỗi ngày. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con ngày cha chúng con hôm nay lương thực càng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa can cha mẹ có tổ tâm. Trong ngày hôn lễ của hai anh chị Lộc và Vi hôm nay, chúng ta xin Chúa ưng chúc lành cho gia đình mới này, để các anh chị sống xứng đáng là con thảo trong gia tộc. Yêu mến và kính trọng ông bà cha mẹ, là như răng Chúa truyền dạy cho mọi tín hữu phải cung dự. Chúng ta cầu xin cho đôi tâm hôn thiên sông xứng đáng là con thảo đối với ông bà cha mẹ. Chúa nhận lời chúng con, sống xứng đáng hòa thuận và giữ gìn gia phong là cách biểu lộ lòng biết ơn đối với tổ tiên. Chúng ta cầu xin Chúa cho đôi tâm hôn luôn yêu thương nhau, biết kiến tạo gia đình hạnh phúc và sống hòa thuận với mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ăn quả như kẻ trồng cây, chúng ta cầu xin Chúa luôn nâng đỡ, chúc lành và trả công bồi hậu cho những người đã dày công giúp tôi tâm hồn. Xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là cha rất nhân từ, Chúa hằng chăm lo chăm sóc chúng con. Chúa là ban cho chúng con tổ tiên và ông bà cha mẹ như những mẫu gương của đời sống gia đình. Xin thương trả công bồi hậu các ngài thay cho chúng con.
và xin cùng thương chúc lành cho đôi con hôm này, xin gìn giữ họ trong mọi hoàn cảnh đời sống để họ sống sinh đang là người con thảo trong gia tộc và được hạnh phúc trong gia đình mà họ xây dựng. Amen. Lạy ra tâm trái tim đức Chúa Giêsu kính nuôi ra cùng bà ta ma ta đã tỏ lòng với các người thì trong các gia tăng giáo giáo là người này nhận sống sẽ ăn ở giống như Chúa xưa là lo lắng cho sinh con nương cùng như các lên thủ hóa lắng hầu được sự bình an Chúa hứa. Ngựa xin Chúa ngỡ trì tâm tình chúng con, cho chúng con được làm đi cho mạnh, làm cậy cho bền, làm kinh minh cho sông sang. Mà cho được dự ban nhận đức hay, thì chúng con hứa sẽ nâng nước mình lên Chúa vào lòng. Ở trái tim Chúa trời thân, gian xin quản trị chúng con, và ban phép lành trên mọi việc chúng con làm. Chẳng những việc phòng hộ mà lại việc còn sáng nữa, hầu khi chúng con phải phiền muộn khôn cực thì Chúa vui hay nhớ ơn, và khi chúng con có sự may mắn vui mừng hay hay trong gia đình chúng con sẽ nhớ trọng cầu mong cầu Chúa thì xin trái tim nhân từ lắng loạn hãy cho chúng con nó là an đắc hầu được sự nghe nghe lại cùng Chúa sau hơn. Chúa thì hình ấy trong gia đình chúng con lấy sự lời mà ai vui nhau, và trong ngày sau cả gia đất chúng con hãy lòng nhau trên trời hát mừng ngợi khen Chúa đời đời. Lạy Đấng Thánh Trời Thiên Đàng Sanh Đức Bà Maria cùng Thánh Giuse hãy dâng về chúng con đang làm trong thánh trai tim Chúa và nhắn nhớ chúng con nâng dư mọi điều chúng con đã cho đến mạng đời. Tỉnh lại đấng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là vua là cha chúng con hằng sống hằng kề đời đời. Amen. Thầy mẹ xin cho để đỡ bỏ lời chúng con nguyện trong thời gian nắng tiêu tốn trên nơi đồng tình yêu bình sang lan giữ chúng con cho khỏi mọi sự dữ ám đại đất đám giáp vòng quy nhân đầu ra chúng ta con phải vì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên cho nghỉ ngơi hàng xem tới mà Đức Chúa Trời sang lá vui vẻ vô cùng. Amen. Hãy Chúa chúng con vì ông nhé giữa chúng con cho khỏi kẻ thù như cha và con mà thánh thần. Amen. Nghi thức tôn giáo đã xong, xin tiếp tục cầu nghi thức xong. Theo cái tâm tục của địa phương tôi là tự nhiên có gì thì các anh tiếp xúc thì các anh tham gia thêm. Kính thưa họ nhà Nam, hôm nay được cái sự cho phép của tôn giáo của Thượng Chúa
và được sự tin yêu, đồng ý và đồng cảm của hai cháu. Tự nhiên Trúc Vy và Lê Lộc cũng đồng thời được sự đồng ý và nhất trí của hai gia đình. Cho nên hai gia đình hôm nay đã mời đại diện nào mọi hai họ chúng ta đến đây để chứng kiến cái lễ tiếp theo gọi là lễ đưa dâu. Kính thưa họ nhà nam, cho phép tôi được đại diện cho họ nhà nữ xin trình bày lễ đưa dâu hôm nay được có. Vào lúc 10 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2019 nhằm ngày mùng 2 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Đó là ngày lành tháng tốt mà nam tộc các anh đã chọn để cho nữ tộc chúng tôi là lễ đưa dâu. Kính thưa họ nhà nam, lễ bắt đầu cao 2 cây và đồng thời vâng chúng ta gồm có 4 quả, 2 quả trái cây và 2 quả bánh để trường trưng cho cháu Vy về làm dâu ở gia tộc nhà nam của các anh. Thì qua cái sự trình bày cái lễ đưa dâu của anh nữ chúng tôi như thế có vấn đề gì còn thiếu sót, rất mong sự tham gia như góp ý của họ nhà nam để chúng tôi bổ sung cho nó còn kiếm rất mong nhận lễ của các anh chị ở nhà nam. Và cũng cùng mời là hai chú hôn. Tôi rất hoan hỉ được gửi tới hai thông gia gia đình chúng ta. Kể từ nay chúng ta sẽ là những thông gia tốt đẹp đó, và cháu Vy sẽ là dâu con trong gia đình chúng tôi, cháu Lộc là rể Thảo bên cao công bằng. Em xin được ly nâng ly rượu này là để chúc tình đoàn kết mãi mãi. Rồi uống đi, uống miếng. Là thực hiện cái lễ đưa dâu là thành công. À, tiếp theo thì giờ cũng cho phép họ nhà nữ chúng tôi, cho phép họ nhà nữ chúng tôi sẽ làm ra đúng như nếu họ nhà nữ chúng tôi thì trong khi cái lễ này thì làm lễ công cô và cái lễ gia tiên đến lễ công cô, nhưng mà thực ra hồi nãy thì theo phong tục và cái vấn đề thì làm gia tiên ông bà tổ tiên chúa là xem râu, cho nên bây giờ bọt lại tiếp theo là cái lễ công cô. Thì trước khi bây giờ cũng đúng ra cái lễ công cô này hai cháu nó cũng trình bày, nhưng mà thực sự nó cũng còn nô ké, cho nên bảo lễ đó tôi xin đại diện cho ông bác cũng xin mời bà con nội ngoại mà hôm nay không có dự cái họ ở đây, nếu là ở dưới thì cũng xin bao lên để uống ly rượu chúc mừng cho cái ngày thành hôn của hai cháu. Nếu có thì chị anh gì đó thì mời để cháu làm cái lễ thành hôn. À, được sự nhiệm gia đình, tôi xin đầu tiên chúc cho nữ tộc ngoại họ tình sư gia của quý vị muôn đời gắn kết bên nhau, dẫn dắt cho đôi đường gà hái những thành công trong cuộc sống, đạt đến những điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Còn hôm nay thay mặt ban nhạc Kim Thành xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, gia long đầu bạc. Chúc tất cả quý vị nữ tộc hai họ chúng ta sức khỏe. Và thành phần của họ nhà trai, tôi xin đọc để hai bên chúng ta cùng làm quen. Đó là vợ chồng cô chú Lâm, vợ chồng cô Hiền, vợ chồng cậu Phùng, vợ chồng dì Thi, cậu mợ Ba và gia đình Bắc Trung, gia đình Suy Đầu, gia đình Suy Dì và anh Ba Hoàng, vợ chồng anh chị Hai và vợ chồng của chú Lợn. Và xin ông qua để cho họ nhà gái được biết đó là thực phẩm của họ nhà trai. Còn nếu như giới thiệu về hai bên gia đình thì tôi không được tiếp kiến với họ nhà gái. À, xin được mời nhường đi vô lại cho anh chị của họ. Xin giới thiệu bằng bác và coi là chứng tỏ với họ nhà gái. Xin giới thiệu tiếp theo là họ tổng của nhà họ gái. Tiếp theo là tôi là coi dưỡng là chị cô. Tiếp theo là dưỡng cô
Tiếp theo dương dây. Tiếp theo là thân của Châu Huy. Tiếp theo là mẹ của Châu Huy. Và xin giới thiệu là bà bác của Châu Huy. Xin giới thiệu mợ của Châu Huy. Xin giới thiệu cô của Châu Huy. Xin giới thiệu chị của Châu Huy. Rồi xin giới thiệu cô của Châu Huy. Dạ, xin trân trọng, cảm ơn. Chúng tôi xin được mời bên họ nhà trang trao quà cho đôi hương trong ngày cưới Lê Lộc và chú Lâm. Chúng ta cùng đến lên bên trên. 200 nhẫn đây. Vâng, xin được mời Đức Tập cho một tràng vỗ tay ạ. Xin ơi, vâng, rất cảm ơn và chúc cho đôi hương cho năm hạnh phúc được tiến bước lên để trao quà cho hai cháu cho ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, xin cảm ơn và rất cảm ơn chị Ni đã trao một món quà rất dễ thương, là món quà tinh thần để cho hai cháu tiến bước trên bước đường hạnh phúc trong tương lai. Mở ba. À, xin cảm ơn mọi người. Đi sát vào chị, đi sát vào tí chị ơi. Xin mời gia đình của Suy Đầu. À, xin mời quý vị hãy cùng đếm bước lên để trao quà cho hai cháu trong ngày cưới hôm nay. Tiến lên để trao quà cho hai cháu. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời anh Ba Hoàng. À, chúng tôi xin mời anh Ba Hoàng. Xin cảm ơn vợ chồng của anh chị hai đã trao những món quà ý nghĩa cho hai em trong ngày cưới này. Xin chúc cho vợ chồng anh chị hai làm anh phát đạt và gặt hái những thành công. Liên tục chúng tôi xin được mời vợ chồng của anh chị Lợi. Vâng, xin mời vợ chồng chú Lợi cùng tiến bước lên để trao quà cho hai em. Vâng, xin cảm ơn vợ chồng của mãi mãi là một đề tài không thể thiếu trong văn học và biết bao nhiêu nhà văn thi sĩ đã viết và đăng ngợi về đề tài này. Hôm nay chúng cùng đi đồng cảm của hai con tim mà Lê Lộc cùng Trúc Vy đã thăng hoa cho niềm hạnh phúc với sự minh chứng của lứa tập hai họ và những món quà dễ thương duyên dáng đã được trao tặng cho đôi uyên ương. Và còn những phần nghi lễ tiếp theo thì chúng tôi xin mời vị chủ hôn có điều gì thì xin nhường micro lại. Thì hôm nay lỡ thành hôn 5 ngày thành hôn có hai cháu thì cái thủ tục mà lỡ con cô ở bên họ nhà Nam Thác Anh cũng vừa làm xong. Thì bây giờ ở đây tôi xin giới thiệu cho cô mẹ của Châu Vy trước khi của nhà Đông. Thì nay mẹ cũng chắc cho cháu cùng cô ba để làm kỷ niệm trong ngày cưới, đồng thời cũng là cô chú để các cháu sau này để xây dựng và phát triển. Lần ngoài rồi, phía nhà Nam, cửa họ, cửa hai họ,
hôm nay là ngày thành hôn của cô gái. Ba thế mẹ làm thời gian là đang thời gian góp được cô ý chốt ngày còn thành hôn. Ba mẹ gửi cho con cành vàng là hai cây. Rồi đắp, ta cũng đã được một đô đắp từ quân minh, câu số 18. Và ta còn trong thời gian, nếu khi nào con có nhu cầu, ta sẽ đắp cho một cái nhà khoảng 5-7 trăm trở lại. Tiếp đến là cô dì chú bác của con cũng có nhóm họ cũng có gửi cho con, nhưng bây giờ nói chung đại diện cho ban đại diện luôn là hết cô dì chú bác hai bên cũng có được một cây dài còn kia mà ta cũng chưa biết mẹ có mang gì. Cảm ơn chú bạn bà ở bên nước ngoài có gọi gì cho mừng hạnh phúc con cũng được mấy trăm. Thì cũng có cái này cô bác như mấy cô mấy cậu mấy gì là cái này mình đang lòng chứ chưa bảo
pha la. Một Hà Nội ngây ngất ngang, một Hà Nội luôn luôn theo mình. Giờ phút đêm nay một mình em, một mình ta tìm lại vô tình biến thường. Em ơi, ta thần thờ mong nhớ một giọt sương rơi, hai giọt nước mắt buồn. Chẳng thể nào gian dở, chẳng được ngạc nào em chậm chậm quay, chẳng được ngạc nào em chậm chậm quay. Lạnh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, vẫn hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới chân chùa cao cao, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lại bài ca Thiên Chúa, khai hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi rằng hát em thanh mạc buồn, rồi mùa xa tuốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay mờ, em qua cầu sát bao mai sau, lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài sao vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống thương trần, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh được đón qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thanh ca ngày xưa vang bên tôi, nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn. Buồn thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em đầy mang buồn. Rồi buồn xa buồn qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu,
em qua cầu xa vắng bay sau lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình lại xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương trần, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giá đường sợ nhiều, tiếng thanh ca ngày chưa vang đến tôi, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Xin rồi, xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị đã dành tặng cho Chúa Lâm về ca khúc bài thánh ca vui. Vâng, mong Chúa sẽ ban những điều an lành tốt đẹp đến cho chúng sinh. Ở cái lễ mà chiều nay chúng ta hai họ hai vũ hôn đại tiệc ơn nghĩa tài nọ trong bụng của Thiêu, bởi vì cháu Huy phải cho nó về phòng trong trong ngày đỡ là chiều nay nó mới ra nó dùng được cái buổi chiều cưới thì như vậy cũng xin báo là trước chị và tất cả họ là nam các anh nên thông cảm, trong khi xong đây rồi thì chị cũng chấp chim đó cho cháu nó về thì đó là hầu dâu chiều chúng ta sẽ tiến hành những cái công việc gì hết đâu. Bây giờ đó là những cái cũng là hai cái ý mà chúng tôi cũng xin trình bày với họ nhà Nam. Đó thì họ nhà nữ chúng tôi cũng lên đường ra vơ. Thì trước tiên họ bác nhà nữ bác sẽ lên đường ra vơ thì có một vài cái ý kiến ngắn gọn đối với hai cháu. Thì hôm nay và được hai cháu giữ được một cái phong cách mà cha mẹ đôi bên và nội ngoại hai họ chứng kiến những ngày thành hôn của hai cháu, cháu bác đại diện bác rất vui mừng và phấn khởi khen tặng hai cháu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, hôm nay cháu Huy là vừa làm dâu gia tộc nhà ở nhà Nam của các anh, cháu Long là vừa làm rể con rể của họ nhà nữ chúng tôi, thì bác mong muốn rằng hai con hai cháu phải thực hiện được làm thế nào dâu hiền và rỡ thảo. Nhưng mà thực hiện dâu hiền rỡ thảo không phải một ngày, một tháng, một năm, nhưng mà phải suốt đến đầu bạc rên lâu. Thì hai cháu phải nên cố gắng phấn đấu để làm sao thực hiện gì hết. Và hai cháu cũng là cái lời mà tôn giáo và đạo Thiên Chúa cha cũng đã tổ chức cái ngày kết nạp cháu hai cháu nói chung mà nói riêng là cháu Vinh đã được vào đứng vào một thành viên của một đạo giáo thì ở tại nhà thờ Phú Tài mà được cha mẹ hai bên chứng kiến, thì bác rất mong muốn hai cháu là học vị thì cao đẳng và đại học chắc chắn rằng bác nói ít hai cháu sẽ hiểu nhiều và làm tốt hơn. Thì nhân hôm nay thì bác cũng xin chúc phúc và chúc mừng ngày thành hôn của hai cháu hôm nay được trăm năm hạnh phúc. Đó là ý của bác. Thôi giờ cũng tiếp theo là còn một cái nữa thì chúng tôi mới lần đường vào được. Tao giờ cũng xin thưa với họ nhà Nam, thì nói chung trong quá trình hồi sáng giờ hai họ chúng ta đã gặp nhau và làm những cái thủ tục lễ thành hôn của hai cháu. Nói chung rằng thời gian rất ngắn nhưng mà chúng ta cũng xếp xếp làm những cái lễ thành hôn đầy đủ và trọn vẹn và thành công và rất tốt đẹp. Thì chắc chắn rằng trên cái thời gian ngắn đó thì nói chung là hai họ mà nói riêng là họ nhà nữ chúng tôi cũng không làm sao tránh khỏi được những cái thiếu sót. Nếu giả danh có những vấn đề sai sót thì nên hai chúng ta thông cảm bỏ qua. Thì nhân đây cũng xin chúc trước là chị vợ chồng thứ hai tất cả họ nhà Nam, cũng đồng thời bà con nội ngoại mà hôm nay
đã vừa ngày ngày hôm cho hai cháu, cho phép tôi được đại diện cho họ nhà chúc một lần chúc sức khỏe nhất và những gì tốt đẹp nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị. Thân thiện, rất tình cảm, rất hạnh phúc. Bởi lẽ đó chúng ta hạnh phúc, chúng ta tình cảm, hai cháu cũng vậy thôi. À, thế thì bây giờ thì cháu Lộc cũng đã chính thức là về làm dì thảo bên công các bạn. À, và với cái nụ cười tươi như ông bố vợ kia thì tôi nghĩ rằng là hai cháu nhiều Lộc lắm, nhiều Lộc lắm. Vâng, thế nên là thôi thì chúng ta lại tiếp tục chúc sức khỏe nhau và đến chiều chúng ta lại chúc tiếp nhé. Xin được chúc sức khỏe bên họ thầy gái, chúc mọi sự tốt lành. Come on.
sao chiếu sáng wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy wedding. Happy, happy thank you.
Thank you.
đó chính là khi cô ấy mặc trang đó lâu rồi anh đã hay ngày cứ thế trôi qua biết bao riêng anh một mình ở đây những phút giây trôi tầm 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 chờ ngày đã đến đây lòng em nhớ ta từ ngày xa xa hay em hay còn buồn chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc
mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi, Trúc Phi và Lê Lộc. Sự có mặt của quý vị khách quý là niềm vinh hạnh lớn nhất cho hai gia đình chúng tôi. Tôi xin đại diện cảm ơn và chúc quý vị khách quý một lời chúc sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhà hàng Hòn Đông Ba Lát đã tạo điều kiện cho hai gia đình chúng tôi có một buổi tiệc thật là long trọng trong buổi tối ngày hôm nay. Cuối cùng tôi xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly uống cạn để chúc phúc cho hai con chúng tôi được chân năng hạnh phúc. Xin mời. Lời chia sẻ rất chân thành từ là những họ nhà gái. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với lời chia sẻ đến từ họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời ông Bùi Phi Lâm. Thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể các vị khách quý, hôm nay hai gia đình chúng tôi làm lễ hạnh phúc trăm năm cho hai cháu Bùi Lê Lợi và Nguyễn Phúc Vi. Trong sáng phòng vận cúng này, với sự hiện diện tất cả các vị khách quý đến để chúc phúc cho hai cháu và hai chúng tôi, thật sự đây là một niềm vinh hạnh lớn. Tôi xin được gửi tới tất cả các quý vị lời chân thành cảm ơn nhất từ phía gia đình chúng tôi. Xin chúc sức khỏe tất cả quý vị. Tân tổ chức sự kiện và thủ tướng Hoàng Long Ba Lát của chúng tôi rất hân hạnh khi được chọn là nơi tổ chức buổi lễ thắp hương cho cô dâu Nguyễn Trúc Vi và chúc lễ Bùi Lê Lộc. Các lại tổng chức tiền đó thì ngày hôm nay trung tâm tổ chức sự kiện và thủ tướng Hoàng Long Ba Lát của chúng tôi cũng có món quà gửi đến cô dâu và chúc lễ thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Và phần quà đó chính là một chỉ vàng SJC của quý vị. Chúc lễ và cô dâu sẽ cùng tiến tới thắp bắn để thế nào nghi thức cắt bóng mình thầm hồn. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh. Chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Sẽ mai là chồng của em. Xin chào cùng nhân chủ cho đại diện của họ nhà gái. Rồi đấy cô ơi. Ơi. Xin mời chú lễ và cô nhau sẽ cùng nhân chủ cho đại diện của họ nhà trai gặp kết trăm năm. Xin mời các hai bên gia đình thông gia chúc tại cùng nâng cao lên. Chúc trở thành thông gia giữa hai bên sẽ bền chặt. Và để chúc mừng cho hạnh phúc của họ, xin mời tất cả quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi. Vô nè. 1,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và thật nên